Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động các khớp của tay của chân. Xoay đều, xoay tròn. Các bạn cố gắng xoay trong khoảng 10 giây. Các bạn để tay thẳng, chúng ta xoay nhẹ nhàng. 5, 4, 3, 2, 1. Mở rộng vai. 1, 2, 3, 4, 5. Ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5. Xoay cổ. Từ trái sang phải 5 vòng. 2. Các bạn xoay chậm thôi nhé. Không nên xoay nhanh quá. 5. Chúng ta sẽ quay 10 vòng. Từ phải sang trái. 5. 4. 3. 2. 1. Chúng ta xoay khớp gối. 1. 2. 5 cái từ phải sang trái. Sau đó chúng ta sẽ quay ngược lại. Chúng ta sẽ giãn nó ra. Giữ trong vòng 5 giây. 5. 4. 3. 2. 1. Đẩy sâu hông. Đẩy sâu hông nào. Chạy thật thoải mái. Chúng ta sẽ cố gắng tiếp đất bằng mũi bàn chân nhé. Cố lên. Cao lên nào. Tay các bạn để thật thoải mái. Vung thật thoải mái. Cao gối lên. Bài tiếp theo là bài Knee and Bow, là bài giúp cho việc vận động các khớp vai và phần bụng. Chân lưng lên cao, chân nọ, tay kia. Bắt đầu. Chúng ta sẽ thực hiện trong vòng 30 trước, chia đều cho hai bên. 6, 7, 8, 9, 10. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3. Các bạn chú ý là chúng ta đừng có dẫm vào chân nhé, dẫm vào cái khăn này nhé. Cố gắng, đếm đi nào. 8, 9, 10. Chúng ta sẽ thực hiện bài này trong 30 cái, chia đều cho hai chân. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cao chân lên. Đúng rồi. Squat and thump. Đó. Chúng ta sẽ thực hiện 15 cái. Sẵn sàng chưa nào? Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5. Bài tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện là bài plank. Bài plank. Bắt đầu. Ba, hai, một, thở ra nào. Hít. Thở. Hai. Ba. Bốn. Năm. Bốn mươi cái các bạn nhé. Trong quá trình tập các bạn cứ hít thở bình thường. 3, 2, 1, bắt đầu. 10. Bắt đầu. Nhảy cao lên nào. 9. 8. 7. 6. 5. Hít hơi thật sâu. Đẩy lên, chúng ta sẽ thở ra. Hít vào. Thở. Hít sâu. Hít bằng mũi các bạn nhé, thở ra bằng miệng. Hít, thở. Chúng ta sẽ thực hiện từ 15 đến 20 cái. Hít sâu. Thở ra nào, hít sâu.
Các bạn thả lỏng cái vai ra thật là thoải mái, giống như chúng ta đang đưa tay lên phía trước, đưa tay sang hàng ngang. Bài này giúp cho cái phần vai của bạn được săn chắc, đốt các phần mỡ thừa, đặc biệt là phần mỡ thừa ở phía trên bả vai. Cố gắng thực hiện từ 15 đến 20 cái các bạn nhé. Hít vào, xuống, chạm đất, lên, thở ra. Các bạn sẽ thực hiện trong vòng 15 đến 20 cái. 2, 3, hít, thở, 4, hít sâu, thở, 5. Đây là bài push up. Động tác đầu tiên, hít sâu, chạm ngực, chúng ta thở ra. Hít, thở. Các bạn sẽ thực hiện từ 10 đến 20 cái. Bắt đầu. Các bạn mạnh lên các bạn nhé. Hít này, lên thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít, thở, lưng thẳng. Sâu, thở. Hít sâu, thở ra. Các bạn cố gắng lúc lên chúng ta thẳng lưng, ngực đưa ra phía trước để cho cái lưng được thẳng. Xuống chúng ta hít thật sâu, kéo lên chúng ta thở ra. Hít, thở, hít sâu. Chúng ta sẽ thực hiện từ 15 đến 20 cái. Lên đến đây chúng ta lên dừng lại khoảng 1 giây. Thở ra, hít. Trước khi thực hiện chúng ta hít với thật sâu. Lên chúng ta sẽ thở ra. Xuống, hít vào. Thở, hít, thở, hít. Thực hiện từ 15 đến 20 cái. Co về các bạn hít vào, đẩy ra, thẳng tay, hết tay thì các bạn thở ra. Hít, thở. Các bạn thực hiện từ 15 đến 20 lần động tác này. Đến động tác duỗi ra này, các bạn nên dừng lại từ nửa giây đến 1 giây. Chú ý là các bạn cố gắng đẩy tay thẳng ra, tránh các bạn đẩy tay chưa hết biên độ của tay. Các bạn cố gắng xuống càng sâu càng tốt. Lên các bạn lên thẳng tay cho tôi nhé. Chúng ta không lên ở mức này. Hết tay. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thực hiện từ 15 đến 20 lần.